SCTV6 Vin360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. 11 cầu thủ hiện đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam cho các giải đấu quan trọng đang diễn ra như vòng loại thứ 3 World Cup hay sắp tới là vòng loại U23 châu Á. Từ ngày lên chơi ở V-League, chưa bao giờ Viettel FC đóng góp nhiều tuyển thủ trong cùng một thời điểm như thế cho bóng đá Việt Nam. Với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, đó là điều đáng tự hào. Cầu thủ mà được gọi lên đội tuyển quốc gia, một số cũng là những cái trụ cột, một số các bạn Nguyên Mạnh với cả Trọng Đại cũng được bổ sung lên. Đấy cũng là cái năng lực của các bạn cũng đã được khẳng định, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu của V-League, của mùa giải năm nay thì các bạn cũng thi đấu rất là tốt và cũng có cái thành tích, cũng nghĩ là cũng là do cái thành tích của câu lạc bộ Viettel đang đứng ở vị trí thứ hai, nên là cái vật triệu tập đội tuyển quốc gia này là các bạn có 9 cổ động viên, tôi nghĩ đây cũng là một cái kết quả rất là tốt cho câu lạc bộ Viettel. Thú vị nhất với thuyền trưởng của Viettel FC là trường hợp của Thanh Bình khi anh tiến bộ rất nhanh. Nhưng lời khen được dành cho sự kiên trì, nỗ lực của Trương Văn Thiết. Nguyên Mạnh lại là một câu chuyện khác. Dù hoàn toàn bất ngờ với việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập bổ sung thủ thành người Nghệ An, nhưng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng bởi anh là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở V-League 2 mùa bóng gần đây nhất. Thì chỉ qua từ đơn nhận cái tên này thì tôi cũng rất là bất ngờ, thì thật ra là cái vị trí thủ môn thì hầu như đội bóng là người ta cũng cần phải có cái ổn định ở cái vị trí thủ môn, đặc biệt là cái vị trí thủ môn là phải có được cái ổn định. Thì khi vừa rồi khi chỗ Tấn Trường hay Văn Lâm hay trên đấy có Văn Toản nữa thì là ba thủ môn này cũng có là cái ổn định rồi. Thì đây thì tôi nghĩ là ban huấn luyện cũng sẽ khó để thay đổi khi mà chỗ Văn Lâm chấn thương để mà không thể thi đấu được đến hết của cái mùa giải năm nay. Thì tôi nghĩ gọi Nguyên Mạnh cũng là xứng đáng thôi, tại vì thật sự ra cái năm 2020 là Mạnh cũng là trong thủ môn xuất sắc nhất của V-League mà Mạnh cũng không được gọi lên đội tuyển, thì tôi nghĩ đó là điều đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ Mạnh có cơ hội thì tôi nghĩ các bạn ta cũng sẽ nắm bắt được cái cơ hội mà mình được trao thôi. 11 cầu thủ làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia khiến huấn luyện viên Trương Việt Hoàng gặp khó khăn về quân số để huấn luyện, nhưng cựu danh thủ thể công này chẳng có gì để phàn nàn và tin rằng việc cùng nhau được chơi trong màu áo các đội tuyển sẽ giúp cầu thủ của ông trưởng thành hơn về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.